xuất phát từ tỉnh Bình Dương vào ngày 1 tháng 10, trải qua hành trình trên 1.000 km, đến 2 giờ sáng ngày 6 tháng 10, anh Giàng Xeo Lành ở xã Quan Hồ Thẩn, huyện Simacai và các thành viên trong đoàn đã về đến địa phận tỉnh Lào Cai. Tại chốt kiểm dịch xã Phúc Khánh, đoàn đã được lực lượng chức năng tại chốt đón tiếp chăm sóc chu đáo. Khi đến chốt thì được các anh em chiến sĩ công an và bên y tế hỏi han sức khỏe và có nước nôi rồi là sữa các kiểu đầy đủ cho anh em bổ sung sức khỏe, có chỗ tắm giặt đầy đủ ạ. Trong 2 ngày qua, chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến quốc lộ 70 thuộc xã Phúc Khánh đã tiếp nhận trên 200 công dân đi về từ vùng dịch. Tất cả các công dân đều được bố trí chỗ ăn uống nghỉ ngơi tạm thời, đồng thời thực hiện khai báo y tế và test nhanh COVID-19. Sau đó, lực lượng công an đã liên hệ với các địa phương cho xe y tế đến đón về thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Chốt chúng tôi cũng thường xuyên có mối liên hệ với các chốt giáp danh như là chốt Yên Bái. Khi công dân qua chốt Yên Bái thì thường sẽ liên hệ và trao đổi chúng tôi là những số lượng, những công dân từ vùng dịch qua chốt để nắm thông tin lịch trình, để tránh tình trạng là công dân đi lạc hoặc là không về đến địa điểm chốt để về đến tỉnh mình. Nhận định số lượng công dân về từ vùng dịch trên tuyến quốc lộ 70 sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới. Huyện Bảo Yên cũng có thêm những phương án vừa hỗ trợ công dân vừa thực hiện tốt phòng chống dịch ngay từ cửa ngõ của tỉnh. Chúng tôi đã phân công rất rõ cho các đồng chí trong thường trực huyện ủy, lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện, từng đồng chí phụ trách các chốt và thường xuyên đi kiểm tra thăm nắm vào các thời điểm cao điểm để có hướng chỉ đạo tại chỗ kịp thời để sao tất cả công dân đi qua các chốt ở huyện Bảo Yên sẽ được đảm bảo vấn đề an toàn, cung cấp lương thực và có thể vào khu cách ly tập trung ở huyện để chờ các địa phương khác đến đón. Sự chuẩn bị chu đáo của các địa phương đã khẳng định chủ trương của tỉnh trong việc tạo mọi điều kiện tốt nhất để đón công dân trở về, đồng thời góp phần ổn định tâm lý, sức khỏe, cũng như tiếp thêm niềm tin để những công dân này thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch COVID-19.